rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của Trúc Phương. Cả nhà ơi, thì hôm nay gia đình của Tám với lại là chị Ba có xuống với nhà thăm hai mẹ con Phương. Thì hôm nay Phương dẫn Tám với lại là chị Ba trải nghiệm bắt cá trên con kênh 300 ở gần nhà Phương nè cả nhà. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ vào một cái đoạn kênh nhánh nhỏ của kênh 300 để mà mình trải nghiệm giăng lưới bắt cá nha cả nhà. Thì hôm nay là có một phần đặc biệt, đó là Phương có chuẩn bị là ba tay lưới, mỗi một tay lưới là dạo 100 thước, lưới ba màng tất cả cả nhà. Thì Phương một tay là 100 thước, chị Ba một tay 100 thước và anh Hai Vui một tay 100 thước nữa, tổng cộng là 300 thước. Thì mình sẽ giăng thử xem hôm nay có may mắn nhiều dành cho ai nha cả nhà. Giờ thì mời gia đình mình cùng theo Phương với lại là anh chị mình giăng lưới trên kênh nha. Đây, mình cùng đi. Đây, mình đi lại chút bên đây đi. Thôi chị ơi, chị thả trước cho. Dạ. Thôi à, đưa cái vợt ra cho mẹ. Mẹ cầm mình con cái vợt này để chút xíu con vớt thu vô. Rồi, chị Ba làm trước nha. Rồi, chị xuống trước cho. Ủa, có cái xấu không hả nghe chị? Có xấu. Ồ, xấu nghe. Xấu anh. Xấu lắm. Xấu mà. Trên. Trên xuống đúng mà. Chị Ba biết thằng đó là trời, 1m1 sao? Rồi, được không? 1m1 sao lại? Trời, trời, chị Ba đã rồi. Không quay quay cái đầu trai vô trong. Đây, 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 đây. Cũng chỉ cái anh mè cái thao tiếp cho chị Ba văn xong rồi tới cưng hết luôn. Dạ. Chị Ba văn xong rồi tới cưng đi giữa ha. Dạ. Rồi chị văn tới đi. Nghe em ơn tham lộn chứ. Trời, mất đâu, mất lộn. Hello. Anh hai giữ cái thao cho em đi, em phụ chị Ba. Anh có màu rồi vậy? Gì vậy? Bắt được ốc, hai có mồi. Hai có gì có, anh có mồi. Hai ta. Chém lớn chị rồi. Đây đây, đất sét. Sét cái nắp. Không đúng, đỡ. Lồn cái sao? Cái chéo quá thì lồn cái sao là cái chéo lại luôn. Nó cao, nó thiệt luôn á. Cái sông ở trong này là cái nhánh nhỏ không có anh hay đó chị. Chị ra rồi kênh lớn mới giữ nữa. Chị ra kênh 300 kìa là nhập lỗ mũi luôn. Đó đây nó tự nhập lỗ mũi được. Rồi bên đây ngập. Bên đây sâu lắm nha. Nước tới lỗ tai luôn á. Rồi rồi bẻ được rồi, bẻ. Bỏ nón luôn à. Lùng quá không được. Ai kêu mày lùng? Chị làm gì có anh chưa lùng thì em cũng lùng như chị. Phải kìa đó, kêu chị Tư gặn dài hơi nữa hả, cao rồi. Lùng sâu quá à, sâu thiệt. Sâu thiệt chứ, bụng sâu có lùng. Sâu quá trời, sâu luôn mà. Chưa đâu, kênh 300 bên kia kìa. Kênh 300 sâu dữ lắm. Đó là vậy, cái lưới em gái à, sâu lắm. Ô. Em ôm tay lưới mà em lội hồi em muốn chìm luôn. Ủa, nó hụt cái chân luôn á. Hụt cái chân luôn á. Ôi ôi ôi, nó phóng rồi cả người. Chứ đâu, chứ đâu. Quá to, phóng luôn rồi. Phóng rồi. Ô, mà anh hỏi chính à. Chính mà phải chính là mình thua chị Ba rồi. Ơi, có dám nhập vùng chuối rồi nè. Trời ơi, dám vùng chuối. Ôi, mẹ anh có mồi rồi. Cái chín bói rồi. Ê, chờ chị. Dướng ngay đây, xay cái thao qua cho nó khỏi cái móng. Ừ. Ủa, cái đọt cá muống này chung hai. Hai là cá ăn mà cục hết trơn cơ. Cái đó có em hái rồi có cá ăn luôn á, hai ơi. Ủa, nó sâu ghê luôn trời. Lặn qua chị ơi, lặn qua đây chị ơi. Cho nó sát sát mé. Mấy hôm nay với con ngày nào cũng mưa. Trời ơi, bữa nay anh hai về là phải nắng thôi. Bữa nay có anh hai về là phải nắng thôi rồi. Thôi mày ơi, mày mưa gì mấy lần cũng mưa thúi đất luôn. Quanh chị hả? Ba, dạ, chị không.
lâu lâu ba cho con lên chút xíu. Chém lưới này hay ạ, à, chị ba. Qua qua bên bờ này đi hai rồi. Hai. Chém lưới này chị ơi. Chạy bỏ đi rồi kéo cho dưới. Còn thằng ấy đâu ạ? À? Hả? Nước qua đây đi. Anh nắm cái chỗ này mới được, nó chỗ này nè, chỗ này nó dính rồi. Đúng rồi. Tại chỗ đấy em vui ra đặng em buộc con dây vô em đi mò cá ha. Trời ghê luôn á, rồi nước nó chết. Cái xíu của mày đặng nó đuối thiệt luôn á. Nước buồn chết hả? Nước buồn chết. Chị ba, tôi nói là thấy nước buồn chết. Bữa nay không có... Không, bữa nay không có năng. Bữa nay không có cậu Út á Phương. Dạ. Bữa nay không có Út buồn. Út vui quá trời vui. Rồi qua đi chị ơi. Qua đây đi chị ơi. Hôm qua từ từ em ra cái chị bao dây em lại nữa. Giờ tới vụ dân nha cả nhà ơi. Rồi đó, mình giờ xong rồi nghe cả nhà ơi. Đây. Rồi chị phụ cho. Ê, coi trai miền Tây dân sông nước người ta lội ta dân. Sợ sợ hồi nãy. Dạ, gần gần á chứ, sẽ có sạc lại gần gần. Không đủ lưới. Nói giờ tới mình nấp đi hai lại. Rồi, cho đây, cho đây. Nước bắt khu gô rồi, thấy đường mới được. Trời ơi, khúc nó đủ khu ta. Đủ, 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 đủ. Phát khí bả luôn, anh ơi. Rồi, rồi, để anh khác rồi đó. Để anh, để anh, nồi việc khác luôn. Anh nói bữa nay anh phải bắt cá nhiều anh mới chịu. Anh với chị Phương đã ngăn xong rồi, bây giờ là tới lượt của Phương nha. Cả nhà chúc may mắn cho Phương nha. Này là mình văn nói đuôi theo anh với chị luôn cả nhà. Anh chị văn xong là Phương nói tới luôn. Hôm nay mình dí cái nhánh sông nhỏ, tại vì Phương thấy ở ngoài con kênh 300 của mình đó là hôm nay nước lớn dữ lắm luôn, cho nên là mình không có văng theo cái nhánh sông lớn ngoài đó được, mình vô cái nhánh nhỏ. Ra đừng không vui. Được được được, chỉ có đồng đấy em ra trên không được thì em lặn nó giúp em ra. Tụi mình ra được nào? Ôi dính rồi, Phương, chúng ta dính rồi Phương. Ôi dính rồi, dính rồi chị cũng thấy nặng nặng đó nè. Ui mẹ, kéo cái xác vô chưa Phương, xác vô bờ Phương, xác vô đi Phương, vô mắt chút xíu nữa là Phương á nó tạm dẫn đầu rồi. Ôi chứ nó đang cái tụi cao luôn Phương. Ôi nó nữa kìa, nè nó giỡn lắm, quá đã luôn, chết chết chết. Ôi quá trời, con cá bài Vinh trước nào qua con lập quay rồi. Ôi quá trời, con này Vinh luôn rồi. Ôi ô trời, cá mè Vinh. Cá mè Vinh đầu tiên cả nhà ơi. Cá mè Vinh nó được cá mè bắp chuối rồi đó, con chua được rồi. Đây Tám ơi, gõ mè Vinh Tám ơi. Ôi ô cá nhà ơi, dính con cá bò bò vô bị lạc 3-4 cái. Sai mã hai bên mới đạt Tám ơi. Biết gã không mày trời. Số Phương không có bị sảy cá thiệt trời.
quá trời quá trời, Phương nó hình nó dính ở khúc này không nhóc luôn. Làm sao làm? Quay lại cái lưng kia. Chắc nãy giờ dính. Nãy giờ dính đầy luôn rồi chú gì. Không có gì ở đây chị ba ơi. Em kéo sát mấy gì được. Anh Hai kéo sát mấy bên đó giùm em anh này. Chưa chưa thấy Phương giành bàn thắng rồi đó. Bị số bây giờ là đang tạm dẫn đầu. Ta. Phải có kịch tính rồi chứ. Trời ơi, dính con mày dính bà anh Ti nữa trời ơi. Quá trời luôn rồi. Đi con, đi con. Chứ là không nuôi kinh rồi Phương ơi. Sao mình cầm cá ta lên mà mình không vui vậy chân ta. Không có cái đó. Nghỉ đi. Ôi. Anh dở rồi, nói khúc này rồi. Con mè dính nữa cả nhà ơi. Thôi để cho nó dính ai con rồi. À chị cầm giùm em cái vợt đây chị. Em tháo ra cái vợt. Trời con cá nó mập coi nè. Hai coi thử đi ha. Em sợ dính con bự á, con gì đây vợt? Ôi, ôi, ôi con dính. Dính nữa. Hết biết con đậu lấy được kìa. Đi nào. Con này bự lên, con này bự lên. Vô lại đây vô. Biết rồi. Kim Ba đâu rồi? Con lại ở đây. Ai cả nhà ơi. Ơi. Kim Ba ơi, từ từ bình tĩnh đi. Con dậy lại con ơi. Trời nó nhảy xíu rồi. Chạy. Con thấy con ra con ơi. Con thấy con nè. Con gỡ luôn. Gỡ đi, gỡ đi. Gỡ được không? Để thao nè, để thao nè. Làm họ nó nhảy hết trơn. Đi cầm chứ. Ôi con này ơi, mập coi nè cả nhà ơi. Con nó bị dính nữa đó. Mới sống lên con nó dính nữa. Nó chạy quá. Thôi đừng đi nữa Vui ơi. Đừng đi nữa. Văng cho rồi hết đi. Văng cho hết tay lưới của em cái. Thôi đừng giỡn nữa. Ôi ôi bữa nay con đầu hàng. Bữa nay Vui đầu hàng. Con quá nhỏ em gái sát cá quá trời sát cá rồi. Trời ơi chào má luôn. Ôi ơi, tấm lại. Ôi, nãy đi con gỡ trước rồi đó Phương. Dạ. Dịnh ra. Rồi, tấm lại giờ. Rồi, bữa nay em thua rồi đó chị ba, chị không biết chưa con. Chị thắng làm sao chị, em không biết chứ bữa nay em thua rồi, em đó. Chưa mà, chưa con chưa thăm mà. Con gái em nó chưa có dân rồi, lấy nữa mà nó dính ba của con rồi. Đây. Đây anh tới tiền. Quá trời con này. Bây giờ em anh kia khóc. Bây giờ mình văng cho rồi lấy đi Phương. Dạ. Cho mình đi đuổi cái ha. Dạ. Bây giờ đưa cho tám nè. Cho tám cốc nè. Rồi chị ba, với hai Phương gì đưa cho mẹ em cốc đi. Rồi mình tiếp tục mình thả này cho xong luôn đi. Rồi mình thả xong cái hả? Rồi mình không quay lại mình. Mấy giờ đi tới đâu? Nó thấy cá mừng quá trời đi tới đâu nữa. Không biết đi tới đâu. Đó dính hàm quá. Đứng ra mình được 4 con rồi. 1 con rồi. Đây là mình còn lại 2 con nữa là 3 con. Bước lên bờ đây. Bước lên bờ mình đi, chạy lên cả. Mình vừa mò theo mé luôn cho cá nó chạy ngược vô lưới của mình. Mình đuổi như vậy là có cá là nó sẽ chạy vô trong hang, nó nghe động đó cả nhà. Ốc bự không chút nữa. Dạ. Thôi ốc không bằng, có ốc không? Ốc u đen hả? Hả? Thôi bắt chị. Thôi thôi thả đi. Ê, nó là cá mà. Bắt cá.
ra đi hơi chậm cả nhà. Để Phương coi coi có hen. Trời trời, dưới 11 không có được. Không có được. Phải giữ đi cha. Nó nằm trong mấy cái hốc hốc á, vơ tay đụng nó chạy. Nó dựa dựa vô á hai. Hả? Nó dựa dựa vô á. Không bắt được nó. Đồ nó sâu. Giờ chị thăm trước nãy chị thả trước nè. Tay lưới của chị ba sẽ thăm. Tay lưới của anh hai thì anh hai sẽ thăm. Còn của Phương thì Phương sẽ thăm nha cả nhà. Thăm á, xong rồi mình sẽ bỏ lưới vô trong cái thao khổng lồ này. Rồi phần cá thì mình sẽ gỡ ra. Mình sẽ gỡ ra để vô cái thao của mỗi người. Rồi một hồi nữa mình vô mình sẽ căng ký nha cả nhà. Bỏ vô thao rồi. Đây. Để em phụ. Em phụ chị. Đây nè, thao này nó Phương, bỏ thao này nó Phương. Thao này bỏ thao. Quên. Đây là thao này đựng cá. Đúng rồi, chính xác luôn. Rồi, có cá là chị hai sẽ gỡ. Chị ba. Lão chị hai rồi. Ôi trời ơi. Rồi, Luffy. Một con Luffy rồi nè. Được đi. Bây giờ mình gỡ bỏ thao này ha. Qua mấy anh đây nè chị ơi. Qua mấy anh đây nè chị. Qua đây. Mới xuống thành con cá con bự thấy ham rồi đó. Đây là một con Luffy đầu tiên của chị nè. Trời ơi, nó thấp lùng. À, không được. Có cái gỗ, để cái gỗ cho mình dằn lại luôn. Anh em mình phụ chỉ bỏ lưới vô thao. Cá của chị để chị gỡ, để mình gỡ cái lỡ rồi mình khi xảy cái bánh nó mình giang mình đẩy vô cái lỡ. Đúng không? Hợp lý không? Nhiều khi chiến đô mình chơi ăn gian, mình làm bộ mình thả. Rồi, sao biết hay vậy? Trời ơi. Ôi, cái mình dính chân. Từ từ. Để vô thao, để thao. Cái đó là của chú ba, là thao chú ba dưới đó phải không? Dạ, đi. Con cho con mượn cái vợt đi Tám ơi. Con hay cầm thủ theo cái vợt. Ừ, đúng rồi. Không, nhưng mà con cá lớn là em để cho chị nha. Em không biết à, em cầm phụ cái vợt thôi. Đúng rồi, để mình cá hai người đấy lo mà. Cá hai người đấy lo. Nhập khi nó vợt sức rồi sao? Đúng rồi. Ủa sao gỡ không được? Đây em cho. Gỡ không được. Em đi. Nè chú ba ngồi con bỏ lên cho nó mát con. Dạ. Nè. Mẹ đã không quên bó con muống này đâu vậy. Đâu có, đâu phải ăn. Rồi, hay quá ta. Đụng vô cái là gai rồi. Trời ơi. Chi nhẹt ha. Dạ, nhanh tiếp nè, tiếp nè. Nè. Rồi, về đi. Có cá bự. Em sẵn nãy giờ rồi em mới nói gì sao? Chị hả tiền? Chi có cá bự em giao lại cho chị. Trời ơi, có kia. Ngon quá trời luôn. Ôi, ôi, ôi. Ai vô đi. Cho từ. Chúng này sao gỡ trời. Sao gỡ đi. Quay. Tao không có bắt cá được mà tao có kiếm bắp chuối đâu muốn nha bay. Thùng nha, thùng nha. Thôi thùng. Cá rô phi đó hả Phương? Rô phi nãy cái mà dinh với rô phi nhiều ghê á. Xích vô bờ rồi, gậy xích vô rồi. Có cái vợt không vậy? Sâu cái quá. Vợt đây nè. Vợt chị lấy hả? Ừ. Rồi. Phân lưới tiếp anh hai vô Phương ơi, sâu quá. Không, chị ba con lấy chỗ nào cho nó có cái ấy ra để cho con gỡ được. Có lùn quá, nó không có được. Thấp quá à. Rồi, cá nè. Dương chị rồi, dương chị nặng quá rồi. Hồi chín rồi. Từ từ nha. Đâu cá đâu. Ê, ơi, chị ba. Tụi nó xong lên. Đang xong lên, tới chị kìa. Cá bự đó chị ba. Rồi đứng chỗ này đừng đi tới. Làm thịt ba chị ba. Làm từ từ nó là bắt tiên rồi.
lên. Ôi, cái gì đây? Đứng chỗ đi, đứng chỗ đi. Con đây nè. Trời ơi, con đuốt con cá luôn rồi luôn. Cái vợ có tiêu rồi. Đó, nó lưng con đó. Quả sao lấy quậy bự lắm mà. Cá phi mà. Tại cá phi nó mạnh. Cá phi mạnh, em tưởng con cá bự. Cái vợ nó không lấy gì thấy đưa tao. Đồ, hết đi ngon. Đồ, cá bự quá, bự luôn. Em thôi, hồi nó gặp cá bự cái làm không kịp. Đâu, giờ đâu đang hai cộng. Cá phi mà. Nè, đây nè. Nhìn cái vợ đây đây. Ờ, con cá này đó ơi. Cái lưới mở cái lưới luôn rồi quá. Chị phải chị xé đạn mặt đi. Không được. Xé chị khé mặt thôi, khé ba bốn mặt nó dễ gì nó đứt nói. Thôi thì sợ tao con cá quá à. Cái gồng bệnh. Tao thì sợ tao con cá nó chạy uống. Này mình phải mạnh tay lên mới gỡ được nó. Sợ đau không cá? À, thôi thôi, không nữa miền đây. Thôi, rồi nãy làm miếu quá trời, tưởng đâu dữ lắm. Tưởng tương cái bự hả? Rồi, đây em đi cho. Rồi, thấy luôn đây. Đúng rồi đó. Đây đi luôn. Sao mẹ con dữ vậy ta? Có tên con luôn kìa. Ê! À, chỉ có Phi nữa rồi. Thôi, đó rồi Phi. Thôi. Đi ra theo. Dưới cái gì nặng dữ vậy ta? Dưới nặng là con cá bự á, có chừng cá bự á. Ai Rô Phi nữa? Còn Rô Phi nữa rồi nè. Dưới lưới chị ba dưới Rô Phi 20 cân. Rô Phi không à. Trời ơi. Tự làm thấy là không la lời nha. Dễ đi. Dễ quá. Con cá này mình để khơi khơi vậy nó ngợp sao ta? Không, không có không sao đâu chị. Để tay mình nóng quá trời luôn nè. Có rau muống, có tắm. Có rau muống tắm hồi nãy là không sao đâu. Trời nó đi nước vô. Nặng quá nè hai. Ừ nặng, nặng, nặng tì luôn, không biết cái gì đắng mà nặng quá. Ủa nặng vậy? Bởi vậy ôi tôi nặng lắm luôn á, con cục lắc luôn vô đây luôn nè. Ôi chị thấy nhiều chắc là nó nặng lắm luôn á. Nó dữ cái bự kìa. Ồ nặng lắm luôn. Ôi, mà một cục cái dính một cục nồi ở đây rồi á. Ờ nặng dữ lắm luôn á, dữ lắm nặng dữ luôn á, không lên luôn mà. Nãy giờ cái vợt chưa có xài cho chị ba được cái nữa hết trơn ta. Rồi xong vụt rồi. Vậy vụt rồi. Mày vô hết rồi, mày vô hết rồi cũng mừng nữa. Lại hồi căn ký thua đó giống vậy chứ. Mình vô cá mà mừng ghê luôn. Trời ơi. Rồi rồi mẹ Vinh nè. Trời ơi, Rô Phi, Rô Phi. Rô Phi luôn. Gỡ phụ chị đi, gỡ phụ chị đi. Gỡ phụ đi. Quá rồi. Trời ơi, con này. Chết rồi, chết rồi. Gỡ phụ đi. Rồi trúng mánh rồi nè, trúng mánh rồi. Trúng mánh rồi, trúng mánh rồi. Lâu lắm không về quê ra. À, thả lưới với em gái cái giờ trò chúng bánh hơn thì ghiền ta đã là ghiền luôn rồi chứ đâu ghiền mốt vậy nữa quá không. Em đi kéo cá một lần chứ ta một lần cắt cá là kéo cá là em vô nhớ hoài luôn. Lần cắt cá thì đã hết rồi nha. Quá trời quá đất luôn rồi. Cái này có nhiều quá, nãy giờ sơ sơ cũng nhiều ghê nè. Nhiều lắm, nhiều thua em chứ thua rồi. Em cái phu dính không chưa mà. Bao giờ chưa bao giờ chị làm gì được vậy mà. Nhiều quá khó luôn. Không ai thả mới thì chị ba thả bớt đi chị. Nu à. Dụ hoài. Ê, trời ơi con cái hang con cá chơi quá trời bự rồi. Đâu con mệt. Con tiếp rồi trời ơi trời nó chút xíu nó đâm tao luôn rồi. Hết không biết nó nổi nó bước nó sập vô nó làm cái ủ kia cho cái giò luôn. Cá chơi hả? Ừ. Cá chơi. Hồi được không gái em gái? Lấy vật dập miệng hang không? Ủa cái hang này phải lặn rồi. Khủng khiếp luôn mà. Chút xíu nó nằm đâu luôn rồi. Thôi 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 đi bỏ đi bơm hết. Thôi bỏ đi con ơi. À, anh hai lặn cho. Rồi trời đất. Mà lỡ dính cá này còn chia làm sao? Dính cá là của tao. Cá là má. Rồi đi tiếp cả nhà. Hết không biết cái hang quá sâu. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
chị cho cả nhà xem hình báo chị. Đây. Đây hiện giờ là 53 được nhiêu cả nhà ơi. Cũng nhiều dữ lắm, nhiều luôn nè. 53 được nhiêu nha cả nhà ơi. Còn bữa là để hai. Rồi để cái thao chị lên bờ. Dạ coi được nhiêu con vậy? Chị được nhiêu con nha? Không biết biến đã dục cái thai con rồi đó. Rồi. Tính luôn rồi, hai con nửa ký đó. 3 nè, 4 nè, 5 6 7 8 9 10 11 12 con, thánh thần ơi lỗ rồi. Trời ơi, tao không ăn tới mình chưa thơm mình chưa. Tới mình chưa thơm mình chưa cười được giờ đâu. Giờ tới vui là chị dịnh phụ thao cho. Chị rồi, thao này để bờ đây. Chị để thao chị lên bờ. Lên bờ đây, lên bờ đây. Cái gì nó đánh để lại lên bờ đi. Lượt chú nha cả nhà ơi, để coi nào thằng bả nè. Sao qua hai đây. Rồi lo gì bả đi. Rồi lo qua lo qua lo qua. Sao nãy giờ chưa đụng con gì chứ? Chắc mày được 3-4 con mà. 703 mày. Rồi. Lâu cái ba nó gì à? Mày cho nó lên chút đi. Hơn mày cũng đâu có gì đâu. Có động tĩnh gì không em gái? Có. Vậy. Ủa? Sao nó heo vậy? Nghe chịu trời. Con thấy nguyên cái viền kìa. Rồi, chị bán ra. Sao nó heo vậy mà? Ủa, sao kỳ gì nè? Gì kỳ vui. Sao vui? Kệ nó mà, nó ăn ở vậy đó. Coi này cách ăn ở vui. Kỳ anh ai đỡ tay anh ai lên trước anh ai. Anh ai mà phân anh ai, đổi tay rồi. Đổi tay mới được con gái. Đổi thì cũng vậy thôi à. Nè, đụng cá nè. Cái thao sau lưng kìa. Đem. Nặng lắm rồi nha Phương ơi. Gịch rồi đó, thấy được gịch rồi đó. Ủa, ơi, rồi, mất tiêu rồi. Sắc gì vậy? Không biết nữa, bự nó bị cái bạc cái nó đi luôn à. Nó gị lưới thiệt mà. Kể đi nhiều tốt. Ăn ở sao vui ơi. Trời ơi, em chấp chị luôn á. Làm sao hồi dính con kinh nè, một con 1-5kg luôn. Sao kỳ vui? Ủa sao không có con cá đâu chứ gì nè. Kỳ vui. Là lên luôn đó. Chị từ từ, chị bình tĩnh, chị đừng làm em biết. Em cũng đang thắc mắc không biết tại sao nữa nè. Ủa gì kỳ quá. Thấy mình nói mình văn dính nhiều nhất mà tao mà. Thôi rồi. Đáng lẽ hay. Kìa, con mày dính hết biết rồi. Hai đầu mà cái gom mà chưa được. Trời ơi, trời có mày vinh. Bằng một chục con cá của con cái bác. Trời ơi, con này là thuộc hàng hiếm luôn ha. Đúng rồi, thằng khủng. Giúp chị đó, chị nổi không? Thằng khủng luôn rồi ơi. Không cần vinh chục con đâu, làm chừng 5 con cả đây được rồi. Con có vinh đâu mà vinh vậy đó, chị nổi không? Nổi rồi, nổi rồi. Rồi. Ờ, hết biết con mày vinh luôn. Con này là hiếm lắm luôn ha. Má ơi, con cá mình nhìn lại con cá mình có chút xíu rồi trời. Đâu con cá có vậy đâu ba. Đã trên gỗ con nãy thấy nó nặng nghịch cố ăn mà. Hôm nãy em thấy con đáng bự hơn con này nữa. Trời ơi, nó xào thứ ớn. Nó nghĩ đứt lưới mà. Hơn con sảy là bự lắm. Ừ, sảy bự lắm. Nó không vô được lưới. Trời, xui vui ra chứ nghi đừng nói con này xỉu vui. Không lẽ con đó sao? Chắc vậy. Thôi chơi gì vậy kỳ, buồn lắm nha, làm đến vài con bự bự gì đó thôi. Chị kỳ vui. Hả? Xong mà hiểu rồi đó. Ủa chứ, ê. Ôi cái gì. Cái phi trà bá luôn. Ê, cái gì tím kiệm vậy? Cái phi. Phi màu đẹp quá ha. Phi đực. Trời, con cá nó đẹp quá kìa, thánh thần ơi, con cá kìa. Vui đâu, dính đâu thằng độc không à. Trời ơi, vui mà phải dính vậy đó. Tới giờ rồi. Đừng nhảy ra. Con ơi, con chọc thì sao cho con mà vinh bự nó nhảy ra luôn Phương. Cá đó có 4kg à. Để luôn. Con thiệt là vui, chị con chúc em may mắn. Bây giờ tao bảo đảm cái đường nào nó cũng thua chứ. Cầu đấy là nó dính con cá nào 5kg nó mới có thể. Trời ơi sao kỳ vui. Có á. Trời ơi. Bự kìa. Từ từ ha, cái giật. Nó bự con ơi. Hả? Tại nó làm vậy á. Trời ơi, nó bắn hai ba viên lại cục. Ôi sao kỳ vậy. Nãy mình xả ra đâu có quăng đâu. Quấn hai ba viên lên cục. Nãy mình nhớ mình thăm dạo mình coi kỹ mà đó. Có tại mình kéo. Hay là do con cá nó quậy quá nó lật dạo luôn á. Phân vô thao chị ba. Trời ơi xong rồi chưa ơi, hiểu rồi. Ồ, em mà thất thu rồi. Hiểu vấn đề. Đó kìa. Đó. Trời ơi hai ba con chỗ luôn. Nói chơi chưa hết lứ là chưa biết nha. Có dài không hả? Đó, ôi ôi hai ba con bằng kỳ luôn. Ừ kìa thánh thần ơi. Ôi ôi nó dính ra mày dính con nào con nấy ông nội ơi. Bự nè.
Ôi ơi, nó dính ra mà dính con nào đấy rồi nè. Trời ơi, vô dính rồi, dính phải dính cỡ này nè cả nhà. Dính cỡ này mới lại chứ dính nó cá quá trời sao chạy lại. Con cá nó mập. Trời ơi cả nhà. Ơi mà dính con nào đấy cái này à. Vô nào đi. Ê ê, ít cá lắm rồi đừng nhảy kìa. Chưa chắc ai đánh ai thua rồi nha. Cá mình nhìn tuổi thân ghê trời. Tuổi thân mà có nhiều nó mà. Ôi người ta chất lượng ngon hơn số lượng ông ơi. Con cá cái này con nào con nấy à. Xứng đáng ghê luôn. Ôi 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 ôi. Kệ nhảy ra bộn đi. Ôi ôi ôi. Gỗ nhỏ quá. Nhảy đi nhảy đi đi. Nhảy đi nhảy đi đừng ngại ngùng. Cha cha chơi con quậy cho. Cha con nhau không ba không ủng hộ con với chân. Ủng nghi lắm trời dính nữa kìa. Ông nào dính là dính con nào nấy ông nội. Ôi cái gì? Ông nội con nào nấy kìa. Cái gì? Ê, tới luôn, Mẹ dính. Sao ngộ trời dính mà dính con nào nấy dữ không mày thấy. Trời ơi. Con này dính cái này cả nhà. Con nào con nấy cạnh không à. Cái này cả nhà ơi. Ơi. Trời ơi cả nhà ơi. Dính dính rồi dính qua dính gì vậy cả nhà. Ê, nó giục ủng lắm nha. Thôi thả vô nữa ha, nó giục ủng lắm nữa hả. Giá bộ thả vô Phương, giá bộ thả. Đâu mà làm bộ kỳ với chị. Nó con bự dính nó, mình tháo cũng cực nó. Mình sợ nó chày da con cá. Rồi xong. Ủa sao mà. Thôi con đừng sợ con nghe. Thăng thăng vô thao đi chị. Nói sao dính con nào nó khủng khủng luôn vậy. Trời ơi, người ta văn hay nó phải dính. Trời, có nhiều lắm á. Hết rồi. Chưa cái chai nó đâu cũng tiêu rồi. Còn cái chai nó. Vậy là coi chừng còn nữa. Đó, 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 đó. Nào đó, dính con nào nó bự bự không nổi. Người ta nói là chưa hết lưới là chưa biết ăn luôn ha Phương ha. Rồi, vô thắng rồi, vô thắng chị rồi. Toàn cá to. Bự bự không mà con nhiều. Rồi, tới cái tay ông Phương kìa dính mấy ghê. Thôi con không chơi với ông Phương rồi, con không chơi. Con nghĩ chơi rồi. Nãy mới dằn con khúc mà nó dính hết. Con đầu hàng rồi, con đầu hàng rồi, con mới thả mà dở lên dính rồi. Xe. Rồi buông mặt rồi đó em gái à. Trời con cá kìa. Lên, mày không yên phận nữa. Chị thấy không cá em vừa tính nói cá bắt vô thao nè mà em ngu không nhảy vô gì luôn. Đó, con cá kìa. Quá trời luôn. Đây cả nhà ơi. Con cá kìa. Đây nè cả nhà. Trời ơi. Rồi xong, nữa chắc chị không dám đưa thao cá chị Khang luôn. Sao vậy chị có mày đâu? Mày nhục hả? Ê, bộ hết rồi hết rồi. Làm như theo luồng á, anh hai là luồng. Thôi rồi, giấu thao cá thiệt rồi. Hết lưới rồi nè, con đó là con cuối cùng cả nhà ơi, dính được nhiêu à? Thôi vậy hả? Dạ. Trời ơi, dính cũng ngon hơn mình đây. Không biết Phương sao đây. Trời ơi, con Phương thì gỡ no đây luôn như vậy. Rồi, giải nướng rồi, giải nướng rồi. Rồi, hai cho cả nhà xem thành quả. Đây, cả nhà ơi, thành quả đây cả nhà. Thần luôn rồi. Cả nhà nhìn thấy không? Toàn cá ngon không nha. Cá to lên cho cả nhà dễ xem. À, đó. Cả nhà thấy toàn cá ngon không nha cả nhà. Có ai đâu người ta văn toàn dính con phi không à. Con này nãy chị thả vô đó. Ủa, mà chị thả vô hả? Ừ, cho dính á. Cảm ơn chị nghe đỡ. Chờ chị thả em thắng chị luôn rồi. Giờ thôi bưng cái dinh bờ đi. Đây, bưng thành quả lên nha cả nhà. Toàn cá ngon không cả nhà ơi. Trời ơi, con có 20-30 kg. Em không nói luôn. Có bán cá 20-30 kg. Thao nữa. Cái tay của nhân vật chính ngày hôm nay nha cả nhà. Thôi. Ôi, giỡn cái đầu lưng. Giỡn cái đầu lưng. Con gì bự lắm nè Phương ơi. Bự lắm Phương ơi. Trời ơi, con này dính chặt. Cả chặt luôn. Ai chơi gì ai. Trời ơi, nó thăm ké mình nó cũng mừng nữa ông nội. Trời ơi, con mà dính cả ba lửa luôn kìa. Nó thăm ké mình nó cũng mừng nữa. Trời ơi, miếng nước cái thao nóng lắm con. Trời ơi, mới lại đầu lưng là bé nó dính rồi cả nhà ơi. Con thấy nổi phao quá trời luôn, không biết sao nữa cái nhà. Em bây giờ nghe cá của ông Phương nãy nè, giờ để vô đó luôn không? Dạ anh đợi ba con, ba con giống sọt phải không? Mở sọt ra luôn đi chị. Mở ha. Dạ. Tại Phương thấy nó nổi phao quá trời luôn, không biết tình hình sao cả nhà. Chúc may mắn cho Phương nha cả nhà. Khỏi chút, cả mồi no luôn thì chút gì. Dính dữ lắm, dính nè anh, dính Phương dính. Có để nước không ta? Có, em có chăm vô rồi. Rồi để đi anh thăng vô phao. Vũ Kinh với chị ba là gỡ cá nha. Dạ. Cái gì mà quậy quậy vậy, sột sột cái vậy. Ủa sao mới mở hàng được con đầu tiên. Ủa đi ơi. Ủa đi ơi. Ủa đi ơi. Hôm nay mà nó quá trời cá mày dinh rồi. Dễ hai con mày dinh quá trời luôn. Ôi dữ lắm rồi chị ta. Em không chơi rồi, từ đầu là em nè, bỏ vô đây bóp đi Trinh ơi. Ủa rồi sao rồi. Ôi ơi. Thôi cãi nhiều quá con ơi. Thôi cãi nhiều quá thảo quá con. Để cái sọt đó đi lên trên cái thao bự đó luôn đi.
lấy sọt, lấy sọt. Rồi chắc luôn á, bị nghe của Phương ngay cái đầu kênh 300 đi lên. Chấp luôn á Phương, chấp luôn á Phương. Chấp luôn, thả con nó chấp luôn Phương. Chấp luôn Phương, giờ thả 4 con nó chấp cũng ăn mấy đứa này. Chấp luôn, chấp. Bởi vì nó có sẵn ở trong chổng 3-4 con rồi kìa. Nãy gỡ đầu tiên đó. Hồi nãy vừa dăn vừa gỡ luôn đó nha. 4 con nãy đi hình thức. Ôi ôi, con bự lắm. Cái giật. Quá trời ơi. Trời ơi, con Phương vô rồi. Ôi, vô rồi mẹ. Chào. Dính nhiều mà còn dính cá bự nữa. Rồi xong rồi. Xong rồi, hiểu rồi. Cho cá bự đi, cho cá bự. Chị em mình nuôi chắc luôn rồi. Bay hiểu vấn đề chưa? Ơi dính nhiều mà còn dính cá bự nữa, ai chịu nổi không? Đó, cá mẹ này bỏ xong mẹ. Dạ, dạ. Trời ơi, cá nó bự kìa, thấm thần. Cá mẹ tủng luôn. Cái vợt làm hết hồng hết kia, biết chưa? Đấy. Ê. Ê, dứng lên cái miệng. Ôi, ôi, cá nó bự. Cá đây bằng một nửa số cá của em. Nó bị đậy lên đó. Bằng 5 cá của con kia ba. Đây, con trời con này bự nữa nè. Trời ơi, phi chà bá luôn. Thôi gỡ xỉu luôn. Thôi tám ơi đừng nói con có cỡ đó luôn. Thôi cha con đau bụng quá con đi vô trước ạ. Mày vô đâu đi hết rồi để mang nhục. Cha mẹ ơi. Nó mới thăm có một phần 7 tay lớn rồi dính nhiều đó. 1/7 đó nha. Còn nãy mày thì 7 phần. Nãy con đi hết nửa tay con không dính con nào. Nửa tay dính con nào. Nó có kìa. Dính nữa rồi kìa. Kìa đó. Nó nói cái lưới này nó dính dữ lắm, bị mới dằn chưa hết luôn mà dính quá trời luôn. Ồ trời bữa nay dặn nay không đỏ với chị em mình là chị ba. Sao thấy em ngu rồi nè. Trời ơi thấy vậy dính dữ lắm con. Cái giờ. Lắm luôn à. Cá bự lắm luôn. Đang đó. Không phải cá này đâu. Đó. Nó không phải cá này mà. Trời ơi, cá mè hết biết cá mè bự hơn cá mè nãy nữa kìa. Từ từ đi. Thấy cái đầu luôn đi. Cá mè còn bự hơn cá mè nãy nữa. Thánh thần ơi, má ơi. Thôi rồi, xong số phận hai đứa mày rồi đó. Ủa sao kỳ vậy nè? Sao gì kì? Ủa sao vậy? Không, chị mới là kỳ thiệt nè, chị nhỏ không à? Ủa sao vậy? Ôi. Xong cái số phận ngay đứa mày rồi. Mày biết cái số phận chết lử luôn rồi đó hả? Con đâu con gỡ con cá mà con đau lòng. Có kìa nó nằm trên tay lưới còn nẹp. Bỏ vô đây. Bỏ cái đồ mì lại nó ngọt. Nó mất nước. Trời ơi. À, chết trâu. Cá nào có nấy khủng khủng. Thôi nha, u ái nhỏ nhiều thôi nha. Đâu có nhiêu nhỏ nhiều hơn u ái gì quá trời luôn à. Nặng lắm kìa. Cái chai còn Mỹ đằng kia. Trời ơi kìa. Rufy, tới luôn cả nhà ơi, đi tới cả nhà ơi. Gỡ đỡ ghiền chị ba. Gỡ đỡ ghiền, đỡ tuổi thân. Ừ, mấy mày gỡ ké đi cho nó hít được cái tới luôn hai ơi. Hít cái gì ba? Hít kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Để mấy mày không có kinh nghiệm. Chị ba. Cái chị ba sao? Vô đi tới luôn đi. Đang đi đang bị hụt vô. Đi tới đi, ta dịnh. Ủa sao kỳ vậy nè em gái cho em cứu rồi. Ê, gái cái giỡn, cái giỡn. Con gái cái mẹ nữa rồi kìa. Ê, con gì kế bên nữa. Từ từ. Anh hai, lưu giùm em anh hai. Rồi, để anh. Có chừng, từ từ. Thôi, bữa nay Phương no luôn. Đó, không biết con cá mẹ còn con kế bên nữa. Con nữa dưới đó nữa kìa. Hai ơi. Hai ba con lại. Từ từ, bình tĩnh. Từ. Hai ba con lại Phương ơi. Đó thấy không? Trời ơi, quá trời luôn á. Từ. Cái giỡn đâu? Quá trời luôn rồi. Cái này bỏ đi này. Bỏ lên cho nó luôn. Trời ơi, trời, bữa nay ăn Phương no luôn rồi. Chưa thôi nghỉ luôn. Thôi nghỉ chơi. Phải bán cơm luôn cả nhà ơi. Nghỉ luôn không chơi nữa. Dính gì ra đường làm sao. Ồ, con cá thánh thần ơi. Rồi, hiểu luôn rồi. Hiểu chưa? Hiểu rồi hả? Ê, cả nhà ơi. Ê da. Ồ, một nồi luôn. Gặp nó dính không dính vậy đó. Dính thôi vậy đó. Nói gỗ gàng mà. Đây, con cả nhà nó hai bỏ lên hai. Cho cả nhà xem. Rồi, cái ba bạn con luôn. Đây, cả nhà ơi. Thôi, con cá coi nè. Ôi, nó bự coi nè. Này cả nhà ơi. Cái này mấy chấm ta?
Quay, quay, cái này chắc 6 chấm quá. 2, 3, 4 7 chấm. Con này 7 chấm nè. Trời ơi, Phương không dính nổi, dính lận chùm vậy nè các nhà. Thôi gỡ đi. Trời quá trời. Wow, Phương ơi, chắc anh dọn nhà xuống đây anh ở luôn quá Phương ơi. Tưởng bà dọn nhà đi trốn luôn. Ôi, hên quá. Thôi không sao, ông Phương đi nhiều nó cũng ăn mày được. Trời ơi, không được đâu, mình lớn rồi mình đâu làm ăn gì kỳ vậy. Con cá bây giờ nó đi nhiều nó cũng ăn đồ mày nữa. Con cá để vậy thôi chơi có sao không ta? Con cá này nè, để khơi vậy có sao không? Muốn nước nó ăn cá đi Phương. Con cá hơi lắc hay mì mà, đâu sao. Ôi sao nặng quá nha trời. Nặng. Ừ không, không nặng lắm. Con bé này thiệt tình nó còn chọc tức mình đó. Cái chừng có đá cái giọng hả con ơi. Cái ba chứ vui nãy giờ lén lén bỏ ra. Ủa nó chưa đủ nặng sao phải bỏ đất vô nữa. Trời ơi, con cá bự, cá bảy trắng luôn á. Nghe gì không Phương? Ai ai ai, cái gì vậy? Khỏi nghe, trời ơi, con cá. Cái chép. Ủa rồi. Ôi. Trời ơi. Dạ xin lỗi nha, mấy chúng nhà cái cơm vậy. Cứ lô con cá này không sao đâu, âm da dày thịt chắc mà. Đúng âm cái chúng mày. Con cá chép đó nha. Quá trời, con cá chép. Quá trời, cá chép. Sao nó dính cá bự không chứ đâu? Không dính ai. Hình như là lưới của Phương lưới thưa hơn mình đó chị. Ông cỡ một à. Hết rồi, hết dính rồi, khỏi lấy đi. Trời ơi, đây con nữa. Chá này không còn. Còn nữa mà, còn nữa đó. Hết rồi, em hết rồi. Hết rồi hả? Đừng lại lớn măng nhục. Ủa, cái đầu lưới đâu? Đây, đây, đây. Hết dính rồi, phăng phăng lên con cá chép chà bá nữa bây giờ đây nè. Hết rồi. Hết rồi. Thôi hết rồi, xong rồi. Yeah, hết dính rồi. Thôi bây giờ con thả hết trơn cái thau ra con cũng ăn nó nữa. Thả hết trơn trong thau ra luôn đi, cần cũng ăn nó nữa. Đây, đây thành quả của Phương nữa, cho cả nhà xem thành quả của Phương nữa. Trời ơi, cho con 20 cái này. Sơ sơ cũng 1 kg quá trời. Có gì đâu, xem. Có thầy sơ sơ. Trời ơi, thôi không có gì câu chứ. Đây, đây, đó đi đem đổ thau này vô đó luôn. Đổ vô trời. Cái chân nó nhảy. Đây cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cái phần này là cái phần ở trong lớn nè. Trong này đổ ra đây luôn đi. Hay ha. Đổ ra dính lưới khó gỡ lắm con. Không dính đâu con, sợ nó dính đâu. Con thải ba lớp mì dần dần. Dạ. Tại cho cái nhà dễ xem. Con sẽ đổ ra đây. Con cá được kìa. Trời ơi. Rồi, cái này đổ thao vô luôn. Đồ con nhiều. Thôi cái này cho cả nhà xem rồi con thả luôn đi con. Đây là là thành quả của Phương cả nhà. Chứ con gì ăn cân mấy đứa để măng nhục chết. Ôi hay vậy trời chứ không Phương ơi. Hỏi cân nữa. Ủa cá trời, con cá bự kìa. Cả nhà ngon. Cá ngon không rồi cả nhà ơi. Bữa nay chút mánh. Cái chép đẹp nhất luôn nè. Nói đại nãy giờ. Anh em nói chơi cho thấy dính nhiều là mừng lắm nha cả nhà. Đây, đây cái chép bên này nữa. Đây là con phi với cá mè dinh. Con mè ở dưới này nữa nha. Mè bự nè. Mè dinh ngon quá trời ngon. Ừ, cá sắc lát của tao kìa bay đem lên con coi. Tao mò nãy dính á. Tao mò dính. Ừ. Sắc lát hay cả nhà. Cái sắc lát của tao mò. Đây là thành quả của Phương là được đây là hai con cá chép vàng. Hai con cá chép vàng. Chép ba. Bốn con cá mè. Ba con cá mè, bốn con cá mè. Bốn con cá mè. Cái mày cá rô phi mà dính khỏi điếm rồi. Như là một đống mà dính. Ờ, một con cá lát với một cá. Nó mà dính nó cả nhà ơi. Một đống mà dính thì bây giờ mình nói đống đi chứ. Hết biết đường điếm rồi. Thôi về cân đi, về mình cân đi. Về cân. Giờ mình đổ lên về cân cho nó mát. Từ đấy bừng lên nha. Em lòi quá. Qua từ đấy bừng lên nha. Này đây là hai loại tiếp à. Đây thao của em cầm cho. Dầm dầm cái chị ba có thả cá con kia không nha. Không có thả, tao bắt của em qua chị thôi. Vậy vậy. Mình có cần đổ nước nữa không chị ba? Bây giờ đây cả nhà ơi, thì thành quả của ba chị em Phương là chị ba là được một món cá rô phi với lại là cá mè dinh. Đây là của anh hai thì nhiều cá mè dinh hơn cả nhà. Anh hai được con này rất là to luôn nè. Đây là thành quả của Phương. Phương là ít nhất rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình sẽ cân nha. Giờ chị rồi. Giờ chị lấy sọt đi con ơi. Sọt. Lấy cá của chị trước hả? Bây giờ chị 8 bây giờ sẽ chỉnh cân song bằng. Mình sẽ chỉnh cân song bằng với cái sọt này luôn, là tất cả cá đều sẽ cho vào sọt này. Của em là em đoán là em sẽ cỡ 3 kg. Chị ha, chị tầm 2 kg. Còn Phương là ít nhất rồi, nó phải 10 không, em từng 4 kg á. Phương là ít nhất rồi. Con này không có tí lô rồi nè. Phương em là 4 kg. Phương là ít nhất, Phương nó phải 12 kg à.
Rồi. Rồi. Của chị rồi. Trước hả? Dạ. Thôi, của Phương trước đi. Thôi, em... Phương nhiều. Thôi, không sao cùng đi. Nó đổ ra đi con, đổ ra cho mau. Đi. Nó dập. Dập cái gì mà dập? Nó bị tổn thương. Có chị mắc cỡ rồi mẹ, con chị nhiều quá, chị sợ cân lên chị ngại đó mẹ. Đâu, của chị ba. Mấy ký. Đây, Tám ơi. À, không tới 3kg, nó cẩn thận ơi. 2kg. Em đừng cái đầu. 2,5 à. 2kg. Rồi, trả lời cho chị ba đi. Rồi, vô 3kg. Rồi, anh hai nè. Có anh là anh nói có anh là 3kg. Không, anh khiêm tốn rồi, 3kg. 4kg á. Không có đâu. Cá mày Vinh nó không kiếm mấy lắm rồi. 3,5 à. Không tới. 3kg hơn à. Không tới. Giác. Thấy chưa? Thấy đón không? Thấy em đón không? Ở ơi, dân chiên. Cả nhà đón của Phương nhiêu? 1 kg. 2kg. Nghĩ đón. Của Phương 12kg. Ủa dưới kia lưới mà. Vậy thôi thì khoảng 6kg nha. Quá trời cá. Nó chơi cho cô Phương cả 8kg. 8kg. Ít nhất là 8kg cá. Thôi vậy là cá chục. Cá chục ký rồi. Thanh Hồng ơi 9kg lồ. Má 8 cháu tôi giỏi quá. Có ngay mình dồn lại đây, mình dồn lại hết đi. À, mình dồn lại hết luôn. Tao đâu bỏ vô coi. Okay. Có chị luôn. Có 12, có mười mấy ký hả? Ba trời ơi, đậu vậy. Chị ta dụt nó nghe, không dụt còn nữa luôn á. Ôi chị ơi, chị dụt con nhỏ nhỏ. Con chỉ nhắc dụt hoài. Rồi, nạ là bao nhiêu vậy cả nhà? 14 ký. Bữa nay thành quả rồi. À, cả nhà ơi, hôm nay thành quả của gia đình mình đó là có là chị ba nè cùng với tám anh hai thì cùng với Phương, hai mẹ con Phương thì mình có đi giăn lưới ở trên kênh thì được thành quả hôm nay á là 14 ký cá, cá chép, cá mè, cá rô phi và cá mè Vinh nha cả nhà. Mè là mè trắng, còn con trắng là con to. Còn sắp lát tấm quả mò nữa con. Dạ. Dạ. Dạ một con thấy lát cơm nữa cả nhà. Thì được 14 ký rất là ngon luôn cả nhà ơi. À, giờ thì gia đình mình á, sẽ xử lý số cá này với lại là sẽ xử lý thêm đóng lưới lớn này nữa cả nhà ơi. Lắm đóng lưới này luôn nè. Video đến đây thì cũng dài rồi, xin phép cả nhà mình dừng video ở đây. Thì cả nhà xem đến đây á, cho Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh. Thì chị ba có làm kênh kênh của chị là tên gì chị? Kim Ba Vlog. Kim Ba Vlog và kênh của anh Hai Vui là Vui Miền Tây Vlog. Cả nhà đăng ký kênh giúp cho ba chị em Phương một lượt like và một lượt đăng ký ủng hộ tinh thần ba chị em có thêm nhiều động lực để ra nhiều video kế tiếp và những chuyến đi kế tiếp nữa nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau. Được.